có hồi lòng non không ơi. Cái lòng này là phải xúc. Chứ không có lòng non. Lòng này luộc ăn nó cực lắm nè. Được mà. Non, lòng non. Tính là món gì luộc hả? Luộc người chấm muối tiêu đây chứ giờ chỉ làm gì cho lẹ. Cái này chứ. Nhiều quá anh luộc ăn không hết. Bây giờ anh chia làm hai món đi. Một món anh luộc với một món anh làm sốt Thái. Lòng sốt Thái. Ăn Thái hả? Không. Kiểu nó vậy á, gọi cái tên cho nó cao sang xíu. Ê tôi nói là sốt Thái hình như là đa số người ta ăn đồ sống mà. Lòng ai ăn sống bao giờ? Ê ông giống như cái câu gì mấy trên TikTok người Thái à. Không có đâu, cái này một nửa anh luộc đi, một nửa anh làm sốt cho anh nhậu ngon hơn, cho nó đổi khẩu vị. Một nửa làm sốt cho nhậu đúng không? Ừ. Đừng nói mà đem gì. Không ngon lắm. Tái chanh đi. Không. Vậy hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người cách làm sốt lòng. Sốt lòng lợn. Để mọi người có thể làm thử ăn chứ mọi người ăn luộc hoài nó cũng chán. Sốt lòng lợn. Không có cái món gì đặc biệt. Rồi, một nửa luộc, một nửa làm sốt. Ok. Đó ok, cái lửa đã luộc đi. Lửa mình làm sốt. Luộc đúng không? Lửa này làm sốt đúng không? Ừ. Bây giờ nha. Sao rồi? Cầm một khúc cái này mình ăn nè. Khúc nó ăn hả? Ừ, ăn một đoạn khúc nè. Rồi anh cầm ăn băm một đoạn cho nó đẹp xíu đó mà. Đẹp hả? Ừ. Cái này. Ừ. Chứ công phu chứ ta bỏ nó luộc bả đi. Không, làm sốt mà. Rồi. Cái này anh băm được rồi. Ừ. Phải thôi được rồi, đúng rồi, phải thôi được rồi, không nhiều. Đó. Đó, ok vậy được rồi. Đó cứ khúc vậy là ok rồi. Công phu nha. Cái này mọi người có lòng non làm ăn ngon hơn. Cái này lòng già mà. Lòng già cũng được, kệ. Già cũng không phải già nha. Băng bảy ok đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ mang đi chần nước sôi nha. Chần nước sôi lên mới chần đúng không? Ừ. Trong khi chần nước sôi anh chuẩn bị là hành, tỏi, ớt. Hành, tỏi, ớt. Chúng ta sẽ xay lên. Bỏ thứ ba đi nha. Ít mà. Ừ. Dĩa mà. Ớt hai trái thôi. Ăn cây được không? Được. Mọi người muốn có gừng thì thêm miếng gừng. Muốn có hành củ thì miếng hành củ. Nói chung là gia vị thì mọi người có nhiều thì có nhiều. Đúng không? Ừ. Chúng ta sẽ trùng lòng. Trùng nó tái hả? Ừ. Nó săn lại chứ bộ. Săn lại cái đẹp này. Nhìn nó. Rõ đẹp. Xong săn lại. Chỉnh sửa nó đẹp cực kỳ. Sang lại thành y con sâu mà ít quá không ta, không phải đủ ăn nó sang lại được không? Ừ, mọi người để cho nó sang nó chín 50-50 là ok rồi. Nó sang rồi nè, mọi người vớt ra xếp vào dĩa luôn cho rồi chụp cho sao nó nhìn đẹp biết trời, đẹp ha, xếp vòng tròn đúng không? Ừ. Nhưng mà không vòng tròn được, sắp kiểu bên nở hoa đi, ít quá không trời, nhìn thấy đủ ít ta sao đâu. Rồi ok, con động tiếp theo chúng ta bắt đầu phi dầu cho nóng lên. Phi dầu nóng à? Ừ. Rồi. Ta sẽ cho dầu nóng lên, phi cho hành dầu nóng lên. À, dầu nóng này mọi người, thì mọi người sẽ đổ vô trong tiếng này. Này. Ừ. Thế này thế này. Chắc phần nữa thì chứ đổ gì hết dầu đúng không? Ừ. Nó sôi. Rồi ok. Ok. Tiếp theo, anh sẽ cho là đường, anh nêm nếm anh thôi, anh cho đường, cho dầu hào, cho hạt tiêu, cho tương ớt vô. Là kiểu mình nêm nếm để mình ăn đúng không? Ừ. Cho đường nè. Tưởng cái gì chứ qua cái nêm nếm là cái nghề của tôi. Tiêu đúng không? Tiêu. Tiêu tươi luôn chứ không có. Ừ. Tiêu hột luôn á. Tiêu hột.
nhiều nhiều thứ ăn nó thơm. Tiêu. Dầu hào đúng không? Dầu hào. Nêm nếm gì chứ cái món này. Ok. Rồi. Tương ớt. Rồi, mọi người cho ít nước mắm vô. Những khẩu ăn của mình như vậy. Okay. Rồi, mọi người sẽ trộn đều đi. Ok. Rồi, anh sẽ rưới đều lên đây. Có được không nha? Được. Hình như dưới kia còn một miếng nữa sao? Lật lại cái đổ vô. Cái nhìn hấp dẫn vậy ta? Ừ. Sốt, lòng sốt. Đụng vậy ông khứa khứa này chủ yếu là cho nó chảy vô nó thấm ở trong á hả? Ừ. Đó, nhìn bắt mắt mọi người. Chú lát thử miếng hay. Ừ. Ok, giờ rồi, sao? Tiếp theo anh mang đi ăn hấp. Ủa chứ không phải giờ ăn hả? Không, phải mang hấp. Hấp đây. Rồi, đợi tôi xíu. Này, mọi người cho ít hành lá lên cho nó thơm. Nói cái này mỗi nhà hàng ok mà ông không chịu nghe tôi. Ừ, món lòng xưa giờ ra nhậu toan là lòng luộc. Lòng luộc. Chứ ai làm món lòng này. Hấp đúng không? Ừ. Ủa sao nó chạy vậy? Nó nặng tí nó đè xuống rồi đó. Được không? Rồi ok. Nó bắt đầu nhảy nhảy bụp cái hồi cái rớt cái dĩa là xuống nước quên ăn mà ướt. Được không ha? Không thì anh ngửa cái chén lên cũng được. Chén được. Đâu vậy xong làm chặt. Rồi ok, để nắm lại hấp. Nó vừa đẹp luôn. Ok, okay. Mọi người chờ. Chờ đi. Này nó sôi mọi người, hấp dẫn lắm mọi người. Chín chưa? Chín rồi, nãy giờ anh nấu tầm 15 phút rồi. Tại vì chúng ta luộc cũng chín 50% lần đâu nữa. Ôi chú trời, sao nó nhìn hấp dẫn vậy? Ừ. Ê mà hình như nhiều dầu quá nha. Đúng không? Ừ, dầu cho nó ngon. Thổ thơm. Trời, thơm không? Thơm. Gió nó thổi bên kia không à? Giờ để tôi thưởng thức trước đi. Ừ. Ha, rồi lát nữa. Okay. Ông nhậu sao? Ok. À. Là mình gấp trọn luôn ha. Ừ, gấp trọn ăn trọn. Lấy kéo rồi mình nhấp không? Cho anh xé được rồi. Anh cắn anh nhăn ra được rồi. Ôi. Này mọi người muốn chấm thì mọi người tự pha nước chấm mọi người chấm như mắm trắng ớt. Sao nhìn nó hấp dẫn vậy ta? Ừ. Tiêu lấy hột nữa chứ. Hình như ít tiêu không à. Hấp dẫn. Chú cho nhìn hấp dẫn vậy ta? Sao nãy em biết cái số lượng kia tao làm này tao ăn luôn đi hay đâu tự nhiên bỏ luộc cũ như vậy. Ok, ăn thưởng thức cho nó ngon, à. Ít cho nó ghi nhớ được. Thử nha. Nóng không? Nóng. Lòng xe điếu à? Ừ. Lòng sốt, sốt thái. Lòng sống, sốt thái. Ừ. Nghe cái từ đó người ta mới rút. Cái này, rồi, ok anh ăn. Quá à. Trời thơm. Thơm không? Trời ơi. Cái này mọi người làm dòng lòng non ăn mà ngon hơn. Này già nó hơi dai xíu. Trời ơi, vừa ăn đúng không? Lòng nuôi lòng già dai nhất rồi. Ừ. Mà ngon. Ê, mà nó lạ lắm. Ngon. Ừ. Ngon kinh luôn. Ừ. Đó. Đó mình làm món này mà ăn ngon hơn chứ ăn luộc hoài chán. Xưa giờ lòng chỉ có muốn luộc lên ăn rồi. Hoài chứ không thấy ngán. Theo tôi góp ý tí nữa là bỏ nhiều cây tới ớt ấy gì nhiều tiêu tí xíu. Ừ. Tại cái này mình làm biến nếu mình đập tiêu dập tí nữa mới không. Ừ, lại thơm hơn. Ừ. Lại tôi đã hai ăn mặn chắc thêm miếng ớt ấy thêm nước mắm. Ừ, ngon. Đó ok đó là tuyệt vời luôn mọi người. Cuối tuần này mọi người làm thử cái món này đi ăn rất là ngon luôn. Để đem. Ừ. Cái gì? Rượu hả? Rượu đi chứ cái lòng phải ăn rượu chứ là cái này ngon. Đó ok, chia sẻ mọi người nha. Cái món này rất là ngon nha. Ngon. Mọi người cứ làm thử đi. Dạ anh em tôi thiệt vời luôn á. Nhập tiệc cái nha. Ừ. Đó, ok, nhớ đăng ký bật chuông nha. Món lòng
sốt Thái, dòng sống sốt Thái.